Kệ 13. Việc tích tập của cải giống như những con ong thâu thập mật. Ta bị nó trói buộc và nó bị người khác lấy đi một cách thoải mái. Vì thế, hãy tích tập công đức nhờ thực hành bố thí. Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. Việc tích tập của cải do sự tham lam để trở nên giàu có trong cuộc đời này thì giống như những con ong thâu thập mật. Của cải đó trói buộc ta vào sinh tử và dễ dàng bị người khác lấy đi bằng nhiều cách, kể cả việc trộm cắp và vân vân. Điều đó trở thành một nguồn mạch của đau khổ. Vì thế câu kệ này giảng nghĩa thực hành bố thí. Trong khi ta đang tích tập của cải, ta cũng nên tích tập công đức bằng cách thực hành bố thí. Bố thí đưa đến của cải thực sự có thể được sử dụng trong đời này và những đời sau. Của cải này có thể được dùng để đạt được giác ngộ, quả là của cải tuyệt vời. Trong Pháp Bảo của sự giải thoát, Đức Gampopa giảng giải về sự bố thí bằng cách dùng một trích dẫn từ Kinh Gia Chủ Rasun Chan thỉnh vấn. Một vật được bố thí là của bạn. Những vật được để lại trong nhà không phải là của bạn. Một vật được cho đi có thực chất. Những vật được để lại nhà không có thực chất. Một vật được cho đi không cần được bảo vệ. Những vật được giữ trong nhà phải được bảo vệ. Một vật được cho đi thì gần với sự giác ngộ hơn. Những vật được để lại trong nhà đi theo hướng của ma quân. Thực hành bố thí sẽ dẫn đến của cải bao la. Những vật để lại trong nhà không mang lại nhiều của cải. Một vật được cho đi sẽ mang lại của cải vô tận. Những vật được giữ trong nhà có thể bị cạn kiệt. Đức Mila Repa nói, cảm tưởng đầu tiên của ta về của cải là nó giống như viên ngọc như ý. Sau đó, tới bước thứ hai, ta không thể sống mà không có nó. Cuối cùng, nó trở thành một cái móc lôi kéo những kẻ trộm cướp. Có lần Mila Repa đang lang thang từ nơi này sang nơi khác và những người dân làng ở địa phương nói, đừng đi con đường đó, nguy hiểm lắm. Ngài hỏi, nguy hiểm ra sao? Họ nói với ngài là có rất nhiều kẻ cướp trên con đường đó. Mila Repa chỉ cười, nhưng ta không có của cải để trộm cướp. Ngài vô cùng tự do. Vào một dịp khác, Mila Repa đang thiền định vào ban đêm trong một hang động. Một tên trộm lẻn vào hang của ngài, tìm kiếm mọi xó góc để lấy cắp món gì đó. Mila Repa bật cười. Tên trộm hỏi vì sao ngài cười. Và Mila Repa nói, nếu anh tìm thấy điều gì vào ban đêm mà ta không thể tìm được vào ban ngày thì cứ tự do lấy nó. Tên trộm cũng cười và bỏ đi. Vì thế, việc giàu có và nhiều của cải không nhất thiết sẽ mang lại một cuộc đời hay hạnh phúc tốt lành. Một con lừa chuyên chở vàng trên lưng, nó có rất nhiều vàng, nhưng điều đó không làm nó sung sướng, bởi nó không biết ý nghĩa của của cải và không biết làm cách nào trải nghiệm của cải đó. Dù ta giàu hay nghèo, việc biết hài lòng và nhận thức sâu xa những gì ta có chính là điều mang lại hạnh phúc. Thực ra, ta chỉ cần đủ sống nếu ta nhận thức và hài lòng với những gì ta có. Hãy dành một lát để suy niệm về những con ong mật làm việc ngày này sang ngày khác, bất kể thời tiết, để thâu thập mật. Những con ong có rất ít cơ hội để thưởng thức mật của chúng, bởi hầu hết chất mật ấy bị người khác thoải mái lấy đi. Cũng thế, nhiều người trong chúng ta làm việc mà không có giờ ăn uống hay nghỉ ngơi đúng mức để tích tập chút ít của cải. Sự tiếp cận này tạo ra đau khổ cho bản thân và những người khác mà chẳng mang lại kết quả thực tiễn nào. Vì thế, hãy thực hành bố thí chừng nào bạn còn của cải. Kệ 14. Rất nhiều điều bạn hy vọng hay nương tựa vào giống như
một ảo ảnh. Nó sẽ lừa dối và làm bạn khó chịu khi bạn cần đến nó nhất. Vì thế, hãy hướng tâm bạn vào Pháp. Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. Trong cuộc đời này, ta bận rộn với nhiều việc bởi ta hy vọng một sự tưởng thưởng hay đáp trả. Nhưng trong thực tế, tất cả những điều này giống như một ảo ảnh. Trong sa mạc có những con vật không tìm ra nước trong nhiều ngày, vì thế chúng rất khát. Khi chúng thấy một ảo ảnh, chúng nghĩ là đã thấy một dòng sông ở xa và đuổi theo ảo ảnh đó với vô cùng hy vọng. Nhưng không có con sông, vì thế chúng trở nên suy sụp và đôi khi mất mạng. Điều đó cũng xảy ra trong đời ta. Ta làm việc ngày này sang ngày khác, và khi ta cần đến những điều mà ta hy vọng hay nương tựa nhất, thì kết quả như một ảo ảnh. Ta không có được những gì ta trông đợi, và điều đó làm tim ta tan vỡ. Ta cảm thấy thất vọng và khốn khổ. Ta có rất nhiều giấc mơ và rất nhiều kế hoạch. Sẽ thật là kỳ diệu nếu tôi làm điều này. Tất cả chỉ là một ảo ảnh. Ta giống như những dã thú đuổi theo những con suốt không. Điều đó không nói rằng cuộc đời là xấu xa, nhưng ta cần có một cái nhìn đúng đắn. Cuối cùng tất cả đều không có thực chất. Mọi hoạt động sinh tử trở thành một ký ức. Khi ta khám phá ra điều này, nó khiến ta bối rối và ngã lòng, đặc biệt là khi ta già và gần kết thúc cuộc đời. Giả sử bạn là một người rất có quyền lực trong lĩnh vực chính trị hay kinh doanh, nơi mọi người đều kính trọng bạn. Nhưng khi bạn nghỉ hưu và không còn quyền thế, lúc ấy bạn sẽ cảm thấy đời bạn thật vô nghĩa. Mọi thành tựu của bạn đã ra đi, giống như một ảo ảnh. Điều duy nhất mà bạn có thể tin tưởng là giáo Pháp. Pháp là ánh sáng chói ngời, nó xua tan bóng tối vô minh mà không ánh sáng nào có thể làm được. Pháp là một người bạn vô cùng vĩ đại, một người bạn xứng đáng để tin cậy mà ta có thể đi theo đời này sang đời khác, không như những người bạn khác. Pháp là viên ngọc vô cùng lộng lẫy, làm hài lòng khát khao hạnh phúc của ta mà không viên ngọc nào khác có thể làm được. Khi ta ngã lòng, khi ta đau khổ, nếu ta thực hành thì Pháp có mặt ở đó để nâng đỡ ta và mang lại cho ta trí tuệ. Ta còn cần gì hơn nữa? Pháp là một tặng vật vô cùng vĩ đại. Khi ta mang lại cho bạn bè ta món quà giáo Pháp, nó giải thoát họ khỏi những mê lầm mà không có tặng vật nào có thể làm được. Nếu ta kết bạn với Pháp, ta có của cải giáo Pháp trong bàn tay. Nếu ta có ánh sáng giáo Pháp, tất cả chư Phật và các đạo sư vĩ đại sẽ hài lòng. Đó là lý do vì sao ta cần hướng trái tim và tâm ta vào việc nghiên cứu và thực hành Pháp. Thực hành Pháp có nghĩa là tránh các tư tưởng và hành động bất thiện và phát triển tư tưởng tốt lành cùng các thiện hạnh. Việc trì tụng các thần chú không nhất thiết là thực hành Pháp. Các bài nguyện không nhất thiết là thực hành Pháp. Điều đó tùy thuộc vào động lực sâu xa của ta. Việc bạn đeo một sâu chuỗi quanh cổ không nhất thiết bạn là một con người tâm linh. Đây là những ý niệm quan trọng để xem xét và quyết định những điều đó có chân thực hay không. Không chỉ đối với các Phật tử mà cả ở ngoài xã hội. Sự truy xét như thế mang lại cho ta niềm tin và sức mạnh tinh thần. Dựa trên cảm xúc này, ta có thể nói: tôi thích thực hành này. Tôi muốn mua một sâu chuỗi và tụng thần chú này. Nhưng rồi sau vài năm, tâm vẫn không có gì thay đổi. Một người như thế có thể nhìn vào số lượng thần chú mà mình đã tụng và tự hỏi: tôi rút ra được điều gì từ việc này? Tôi đã tụng rất nhiều bài nguyện nhưng chẳng có gì xảy ra. Nó có lợi ích gì? Tôi không muốn làm việc này nữa. Mặc dù có một ít lợi lạc, rất nhiều thời gian đã bị phí phạm theo cách này. Ở mặt nền tảng, ta phải hiểu biết bản chất của sinh tử. Như vậy, trên căn bản đó, ta học cách phát triển thái độ của ta. Pháp không dính dáng gì tới văn hóa. Đúng hơn,
nó liên quan tới việc tạo lập một động lực đúng đắn trong tâm ta, tịnh hóa chứng loạn thần kinh và phát triển những phẩm tính của tâm thức. Khi được tiếp cận theo cách này, các thực hành pháp trở nên vô cùng ích lợi. Ta sẽ có thể nhận thức chúng khi ta hiểu rõ lợi lạc của chúng và theo đuổi việc nghiên cứu và thực hành của ta trên căn bản lý luận và trí tuệ. Hãy dành một lát để quán chiếu về sự tương đồng của ảo ảnh này. Trong sa mạc nóng bỏng, những con thú hoang thấy ảo ảnh như một dòng sông. Bởi quá khát, chúng chạy theo ảo ảnh mà không thoát khỏi cơn khát. Tương tự như thế, trong sinh tử, nhiều người đuổi bắt ảo ảnh của những bận tâm thế tục và cuộc đời họ tiêu mòn bởi chúng mà không nhận được nhiều lợi lạc. Hãy lập nguyện, từ nay trở đi, tôi sẽ thực hành giáo pháp. Kệ 15. Ngay cả thân thể yêu quý này cũng như một cánh hoa mùa thu, trong khoảnh khắc nó bị sương giá của sự vô thường hủy diệt. Vì thế, chớ lãng phí thời gian, hãy suy niệm về cái chết. Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. Những đóa hoa mùa hạ thì mỏng manh, nhưng những cánh hoa mùa thu còn mỏng manh hơn nữa, đặc biệt là ở các độ cao. Sự hiện diện của chúng thật mong manh. Vào buổi sáng, các đóa hoa tươi thắm và tuyệt đẹp. Nhưng nếu một trận sương giá ngẫu nhiên xuất hiện đêm hôm đó, ngày hôm sau, tất cả các đóa hoa không còn nữa. Người ta mang hoa đến chùa như những món cúng dường tuyệt đẹp. Họ phải trả rất nhiều tiền để có được chúng. Nhưng sau một vài ngày, ta phải ném chúng vào thùng rác. Ta yêu quý thân thể này quá mức, ăn những món ăn thơm ngon nhất mà ta có thể, mặc những quần áo đắt tiền và tuyệt đẹp, ngủ trên chiếc giường tiện nghi nhất mà ta có thể tìm thấy. Nhưng thật ra, tất cả những điều này như một cánh hoa mùa thu. Ta trông chờ hạnh phúc từ việc yêu quý và làm vừa lòng thân thể ta, nhưng thân thể này thật vô thường. Khi bạn mắc một căn bệnh trầm trọng, chỉ trong một ngày mọi sự hoàn toàn thay đổi. Hãy nghĩ về lúc bạn bị nhức đầu ghê gớm. Hãy quan sát khuôn mặt bạn. Trông nó thật khủng khiếp. Mọi sự mà bạn yêu quý hàng tháng và hàng năm bị hủy diệt trong một giờ. Điều này không có nghĩa là thân thể thật vô ích mà ta nên hủy diệt nó hay không chăm sóc nó. Nhưng mục đích của việc có thân thể này là để ta có thể nghiên cứu và thực hành pháp, không phải để khuyến khích cho sự tham luyến. Hãy sử dụng thân thể này như một chiếc cầu để vượt qua đại dương sinh tử. Hãy quay thân thể này như một con tàu có thể vượt qua sinh tử đi đến Niết Bàn. Ta cần phải ăn uống, mặc quần áo và chăm sóc thân thể này. Nếu ta quan tâm đến nó, ta có thể sử dụng nó tốt hơn. Giống như một con tàu, ta phải bảo vệ thân thể để nó không bị hư hỏng và chăm sóc nó để ta có thể vượt đại dương. Tương tự như thế, ta ăn và vân vân trong khi sử dụng thân thể này để giải thoát bản thân khỏi đại dương sinh tử. Trong quá khứ, một số hành giả vĩ đại ở Tây Tạng thường xuyên thiền định miên mật trong ẩn thức. Đôi khi việc thiền định của họ rất tốt và họ nói, hôm nay thân thể ta rất hữu ích, ta sẽ cho nó một bữa ăn ngon. Dĩ nhiên là ở Tây Tạng, ngay cả một bữa ăn hấp dẫn cũng không quá nhiều, chỉ có sampa, phó mát khô và bơ. Những ngày khác thiền định của họ không tốt, vì thế họ nói, hôm nay thân thể này không làm việc giỏi, ta sẽ không cho nó bữa ăn ngon. Đây là một phương pháp đơn giản mà họ dùng để nhắc nhở mình về việc sử dụng đời người này một cách tốt đẹp nhất. Một ngày nào đó ta sẽ chết, vì thế không còn thời gian để tham luyến thân thể này. Ta phải sử dụng thời gian hạn hẹp của ta một cách khôn ngoan để nghiên cứu và thực hành pháp. Suy niệm về cái chết thì tốt hơn là chỉ suy nghĩ về cái chết. Ta biết cái chết sẽ đến. Ta phải giải thoát sự tham luyến của ta
vào thân thể này và học cách sống an bình và hoan hỷ, giống như trở về nhà của mình bằng cách đưa pháp vào trái tim ta. Khi cái chết đến, bốn yếu tố tứ đại lần lượt ngưng hoạt động cho đến khi hơi thở ngừng dứt và trái tim thôi đập. Tiếp theo sau là những biểu hiện di tế của cái chết. Sau những kinh nghiệm này, ý thức rời bỏ thân thể và lang thang trong ba tu. Ta có thể lang thang tới 49 ngày, trải qua những kinh nghiệm khác nhau, và cuối cùng nối kết với đời sau. Kể đó, ta được sinh vào một trong sáu cõi, tùy thuộc vào nghiệp của ta. Theo cách này, ta lang thang bất tận trong sinh tử. Trong bài ca minh họa cho việc hồi tưởng, Đức Chitan Sungon nói: khi bạn nhìn thấy sự phát triển và suy hoại của bốn yếu tố của thân thể, sự hư huyễn của sức mạnh và khả năng cũng không có gì là chắc chắn. Đó qua mùa thu của tuổi trẻ, hãy nghĩ đi, bạn có thể đặt niềm tin của bạn vào nó. Hãy suy niệm về bản tánh này, hãy thực hành pháp để tỉnh thức từ sự mê lầm này. Cho dù ta tham luyến cuộc đời đến đâu chăng nữa, một ngày nào đó ta buộc phải đối diện với cái chết và bỏ lại thân thể này. Nếu ta phát triển sự không tham luyến thân thể này và chân thành thực hành pháp, ta có thể kinh nghiệm hỷ lạc to lớn hơn. Các đại Bồ Tát đã không ngần ngại đi xuống cả các quải địa ngục để cứu giúp chúng sinh. Các ngài có thể làm điều đó với sự hoan hỷ, bởi các ngài không tham luyến thân thể. Trái lại, ta không thể chịu đựng nổi nếu có ai cấu déo ta. Hãy nhìn một đóa hoa tươi tắn và đẹp đẽ trong chốc lát. Nó đẹp đến nỗi bạn phải chú ý. Bạn ngửi nó thơm tho biết bao. Nhưng trong vài giờ, nó phai tàn và không còn là đối tượng của sự chú ý của bạn. Chẳng mấy chốc, bạn sẽ ném nó vào thùng rác. Cũng giống như thế, mọi sự đều nhất thời giả tạm. Hãy bảo vệ tâm bạn bằng sự thiền định và hãy làm nó quân bình với sự hòa hợp. Kệ 16. Các đối tượng của giác quan giống như rác rưởi dơ bẩn. Chúng không có bản chất, ngay cả trong phần nhỏ nhất của chúng. Vì thế ta nên phát triển sự nhàm chán và mãn nguyện. Đây là lời khuyên tâm quyết của tôi. Có 5 đối tượng của giác quan: các sắc tướng mà ta nhìn, âm thanh ta nghe, mùi thơm ta ngửi, hương vị ta nếm và những vật chất ta xúc chạm. Trong thế giới này, tất cả chúng ta đều vướng mắc vào những đối tượng này. Ta thường xuyên chạy theo những kinh nghiệm giác quan này và chịu đựng gian khổ ghê gớm để cố chiếm hữu chúng. Nhưng cuối cùng, giống như rác rưởi dơ bẩn, chúng chỉ mang lại đau khổ. Hãy suy nghĩ về những tương đồng này và ta đã liều mạng chẳng vì mục đích gì ra sao. Tham luyến sắc tướng giống như một con bướm đêm nhìn ngọn lửa nến. Nó chết vì tham luyến ngọn lửa đẹp đẽ. Tham luyến âm thanh giống như một con thú hoang chết vì bị âm thanh quyến rũ. Ở một vài nơi, các thợ săn quyến rũ hươu nai và những thú vật khác bằng khí cụ giống như cái sáo của họ. Khi các thú vật bị họ hấp dẫn, chúng trả giá bằng thân mạng của chúng. Tham luyến mùi thơm giống như con ong bị mắc kẹt trong những bông hoa. Những con ong tham luyến mùi thơm của hoa, nhưng sau đó hoa bao vây chúng và chúng mất mạng. Tham luyến hương vị giống như một con cá bị vướng lưỡi câu có mồi. Để lấy con trùng, nó phải trả giá mạng sống của nó. Tham luyến sự xúc chạm giống như một con voi bị sa lầy trong bùn. Khi trời nóng, các con voi nghịch nước và bùn, nhưng chúng bị sa lầy trong đó bởi chúng quá nặng. Như trong các ví dụ này, ta cũng trở nên tham luyến các đối tượng giác quan và bị chúng lừa dối. Hãy suy niệm điều này và phân tích xem đâu là lợi ích thực sự của chúng.
Ngay cả trong phần nhỏ bé nhất của chúng, các đối tượng giác quan không có ý nghĩa lâu dài. Thực ra, các đối tượng giác quan là những phản chiếu của hoạt động tâm thức của ta. Tất cả chúng đều tùy thuộc vào trạng thái của tâm ta. Chẳng hạn như khi ta gặp một người bạn mới đó có vẻ là một người hết sức tuyệt vời và ta trở nên hết sức dính mắc với anh ta. Sau một thời gian, ta và người bạn đó có thể có những bất đồng và tranh chấp. Và khi ấy, ta coi người bạn đó như kẻ thù. Tất cả những điều này đều giả tạm và là đối tượng của sự thay đổi. Vì thế hãy thực hành sự không tham luyến và hoan hỷ với những gì bạn có. Nhàm chán có nghĩa là không tham luyến. Mãn nguyện có nghĩa là một nhận thức đơn sơ thoát khỏi sự bám chấp hay dính mắc đối với những gì bạn đã sở hữu. Hãy hoan hỷ với những gì bạn có. Bạn không thể sở hữu toàn thể thế giới. Là một hành giả tu tập, khi nhìn thấy những điều dễ chịu đẹp đẽ, ta có thể cúng dường chúng trong tâm thức cho tất cả chư Phật và Bồ Tát ở mười phương như một cách thức tích tập công đức và trí tuệ vĩ đại. Khi bạn lái xe và chợt bắt gặp ở một nơi có những bông hoa tuyệt đẹp, hãy nói: con cúng dường tất cả những bông hoa này cho các đấng giác ngộ. Khi bạn nghe một âm thanh tuyệt đẹp, hãy biến nó thành một món cúng dường cho tất cả các đấng giác ngộ. Cũng làm như thế với mùi, vị và sự xúc chạm. Nếu bạn đi siêu thị, hãy nhìn vào tâm và đưa tất cả những món hàng đáng ao ước vào tim bạn. Hãy cúng dường chúng cho các đạo sư giác ngộ. Theo cách này, không chỉ bạn rút ra được lợi lạc từ việc cúng dường, nhưng những người sở hữu những món đồ này cũng được lợi lạc như thế. Như thế, khi ta gặp những đối tượng giác quan này, chúng không còn khiến bạn vướng kẹt trong sinh tử mà trở thành một nguyên nhân của giác ngộ. Đây là một phương pháp đặc biệt để thực hành pháp. Hãy hít một hơi dài và suy nghĩ về con ruồi. Con ruồi bị thu hút vào những nơi chúng dơ bẩn. Đối với nó, càng dơ bẩn thì càng vui thú. Cho dù ta có xua đuổi nó thì nó vẫn tiếp tục liều mạng vì sự dơ bẩn đó. Tương tự như thế, nhiều người đau khổ trong bất lực bởi sự tham luyến của họ. Vì thế hãy thiền định bản chất của điều đó là gì. Nếu bạn thấy mình quá tham luyến, hãy truy xét thật cẩn trọng để tìm ra bản chất đối tượng của sự hấp dẫn. Nếu ở đó bạn không thấy điều gì có ý nghĩa, hãy từng bước thực hành sự không tham luyến và kéo tâm bạn khỏi đối tượng đó. Hãy an lập tâm bạn ở nơi nó an tĩnh và yên bình. Hãy phát triển thiện tâm và lòng bi mẫn sâu xa.